Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay, mời quý vị theo dõi những tiết mục sau đây. 19 giờ những người bạn nhỏ, 19 giờ 30 phút Emmy khoa học, khí tượng, khí hậu và thời tiết, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ chương trình hát với ngôi sao, 21 giờ ký sự đi tìm dấu tích ba vua, 21 giờ 10 phút ký sự trở lại Volga, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam truy tìm dấu vết tập 18, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim truyện Trung Quốc Đề hình quan Đại Tống tập 48, 23 giờ 30 phút thưởng thức gia đình, 23 giờ 50 phút tin cuối ngày tin thế giới, bản tin thể thao 365. Chương trình rạng sáng ngày 5 tháng 12 gồm có 0 giờ 30 phút chiếu phim truyện Hàn Quốc Buồn ơi tạm biệt tập 47, 1 giờ 30 phút tạp chí bóng đá thế giới, 2 giờ chuyện lạ bốn phương, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Nhịp đập trái tim tập 48, 3 giờ 30 phút ca nhạc bài ca quê hương, 4 giờ tài tử cải lương giới thiệu bài ca mới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.